có một món quà cho chúng mày. Đó đây. Được, được. Được một sắp kia thôi. Xin chào các bạn, mình là Thu Hiền. Mình Lương Tino. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Thu Hiền TV. Các bạn nhớ like và subscribe kênh của mình nhá. Các bạn ơi, trong tập trước chị Linh Trang đã bị mất tích. Hai anh em mình đã tìm cả ngày mà không thấy Linh Trang đâu cả. Cái gì vậy? Xin chào bọn nhóc Thu Hiền TV. Tao là cô chủ tế. Đem nó lên đây. Ô, Hiền ơi, Linh Trang bị bọn anh cầm bắt nhóc rồi. Chúng mày nhìn thấy gì đấy chưa? Đây là chị Linh Trang, chị gái yêu quý của chúng mày đấy. Chúng mày chuẩn bị đến bên nhà tao đây. Các bạn ơi, mình đang lần theo manh mối của bọn hacker để tìm ra nơi giam giữ của chị Linh Trang. Nhưng mà đi từ nãy giờ, chả tìm thấy gì cả. Anh Hương ơi. Ủa, anh đây. Anh có thấy cái gì mới không? Anh vẫn chưa tìm được cái gì cả. Vì là khu vực này mình tìm hết rồi. À, còn khu vực bên kia, mình sang tìm nốt đi. Ừ, đi sang thử đi. Đi. Đi thôi. Thả tao ra. Đỉnh cái đấy à? Ăn đi. Chúng mày thả tao ra. Thả ra đây. Gói tao dùng của mày. Các bạn ơi, mình là Linh Trang đây. Mình đã bị tổ chức hacker bắt đi. Không biết là mình đang ở chỗ nào nữa. Chắc nó đang thực hiện nhiệm vụ gì đấy. Em thấy nó cảnh giác lắm. Ờ, anh cũng muốn vậy. Chào lẽ có sao. Ui dồi ôi, tao cũng nãy giờ mới có cơ hội để đi. Mày quá không có anh mà. Tôi nhìn mấy nghe hôm nay rồi cậu ạ. Bà là cái gì mà thú thế? Hay kìa. Sao? Chúng mày dám xâm nhập vào đây à? Thằng Hưng Tino, mày chết với tao! Mày tí đánh liếc tao à? Tao học bỏ hông chuyện tao rồi. Thank you.
Sao về đây anh? Anh ơi, anh làm sao không? Hai cô chạy đồng nhanh thế nhở? Ôi, anh ơi, đằng kia. Anh em, nhìn thấy cái gì không? Ai tham gia tổ chức hacker của bọn tao sẽ được tặng mỗi người một chiếc mặt nạ. Quên kìa, mặt nạ chưa? Mày đánh liên sụp nó. Khoan, đợi em ra tìm hiểu chỗ chị Linh Trang bị bắt. Tập nào. Sao mày lạ thế? Vâng. Ui sếp ơi, sếp làm gì đấy? Tao á? Tao đang tuyển nhân tài cho tổ chức. Chắc là sếp phải cấp cao lắm mới được làm nhiệm vụ này đấy nhở? Sếp ơi, chắc sếp biết chỗ mà nhốt con Linh Tràng nhỉ? Tất nhiên, tao cấp cao mà lại nói bị nhốt ở nhà hoang kia kìa. Đâu sếp? Kìa kìa, cái nhà hoang ở giữa kia kìa. Thằng này nó ngu thật đấy, nó nói hết tính mặt chị em rồi. Ui, nhưng mà nạ chưa? Ui, anh ơi, mang hết về, tặng cho các bạn. Các bạn ơi, các bạn like, đăng ký kênh, comment, mình sẽ tặng cho mỗi bạn một cái mặt nạ nhá. Các bạn ơi, ai đăng ký kênh cũng sẽ có một cái nhá. Anh ơi, thôi, đi cứu chị Linh Trang mau lên. Mình quên đấy. Ôi, nhìn ơi, Trang kìa. Anh không, anh cầm gì đấy? Chiến lấy bọc đấy. Mau về đi đấy. Chúng mày tưởng chúng mày đã thoát sao? Các bạn ơi, bọn mình đã giải cứu thành công chị Linh Trang. Linh Trang xin chào các bạn. Các bạn ơi, trong cuộc giải cứu Linh Trang, mình đã thu được rất nhiều chiến lợi phẩm và đó chính là những chiếc mặt nạ hai cô. Rất nhiều luôn các bạn. Nhiều thật sự luôn đấy. Các bạn ơi, mình sẽ tặng toàn bộ số mặt nạ này cho những bạn nào đã đăng ký kênh của Thu Hiền TV. Những bạn nào comment địa chỉ trước thì chúng mình sẽ gửi cho trước nha. Và những bạn nào comment sau thì mình sẽ gửi sau nha. Nhưng các bạn nhớ này, ghi rõ địa chỉ của các bạn để mình gửi tất cả những chiếc mặt nạ cho các bạn nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.